Đâu nhỉ? Chắc là tính đổ rồi. Đổ bê tông nữa. À, chắc tính rồi. Thế nhưng ông cao đường cao hơn đường được. Chắc tính rồi. 3 phần 5 phần nền nữa rồi 10 phần. 400 nữa phải không? Anh Minh à. Cái này dầm 300 à? Anh. Cái này xây cái đường hàng lên anh. Nhưng mà ở đây đang xây mẹ lên ở cái đầu trên kia xây lập ở dưới xây mấy lập lên à? Thím đưa vào trong cháu hay sao mà nhìn cái kia. Tầm này là thế, tầm con anh tháng đầu tiên toàn thức đêm mình sợ vãi trường. Em chỗ ghế lắm, nó cứ ngủ xuyên đêm luôn. Thế nuôi sướng ngủ. Con cái nuôi thế muốn đẻ anh lúc đầu mà thôi dừng luôn đi. Chứ làm đẻ. Ngủ dậy trước thì bắt đầu cãi sau rồi lại ngủ. Có những mấy tháng nhỉ? 9 tháng. Mấy cân rồi? 10 cân, không 10 cân. Mười mấy cân? 9 tháng 10 cân, con nhà Huy 9 tháng mới có 7 cân, 8 tháng. Điên rồi, con nhà Huy kém hơn anh 1 tháng mà. Ừ, 8 tháng. Kém đâu 1 tháng, kém đâu mấy ngày. Mười mấy ngày? Ừ. Thì gọi là 1 tháng. Vậy. Anh nhận thông mấy? Anh á? Anh. Để tháng 5. Ừ thì chả tính ra theo tháng là để chậm một tháng. Giống như tháng 6. Tính tháng thì tính giáo thì anh còn anh 30 tháng 5 hết tháng 5 rồi tính. Thế bảo con bà Hiền đang chơi tập cung với anh mà. Thế bảo coi Huy chả...